Tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc tiếp và giao nhiệm vụ cho các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nhiệm kỳ 2019-2022. Thủ tướng nêu rõ, thế giới đang phát triển nhanh và khó lường, do đó các đồng chí cần sáng tạo, linh hoạt, khôn khéo trong các biện pháp ngoại giao. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá việc đảm nhiệm vị trí đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam là hết sức vinh dự, nhưng trách nhiệm cũng rất lớn với đất nước. Thủ tướng nêu rõ, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm nay hết sức nặng nề, đồng thời chúng ta đang phấn đấu phát triển đất nước đứng vào nhóm có thu nhập trung bình cao ở khu vực. Thủ tướng cho rằng, nhiệm kỳ 3 năm công tác là rất nhanh, do đó phải có kế hoạch cụ thể, bám sát nhu cầu, quán triệt các nhiệm vụ đối ngoại, các nhiệm vụ then chốt được Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao giao, quan tâm tình hình cộng đồng người Việt Nam ở địa bàn sở tại. Thủ tướng cũng nêu áp lực phải bảo đảm chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu, do đó các đồng chí không thể coi nhẹ lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Thủ tướng nêu rõ, tất cả các cơ quan đại diện Việt Nam đều có vị thế quan trọng trong việc thu hút đầu tư, du lịch hợp tác, phát triển. Do vậy, cần phải bám sát nhiệm vụ đối ngoại, trong đó ngoại giao kinh tế là quan trọng, đóng góp để đưa đất nước ta không tụt hậu, cụ thể là thu hút công nghệ hiện đại cho phát triển, bởi công nghệ hiện là vấn đề quan trọng. Thủ tướng mong các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện cần sáng tạo, bền bỉ, quyết tâm cao. Đối với một số nước, các đồng chí đều có nghiên cứu, tham mưu, dự báo, đề xuất các đối sách là hết sức quan trọng. Cần nắm rõ chính sách mới khi bộ máy lãnh đạo từng nước thay đổi. Việc nghiên cứu nước sở tại là rất quan trọng, nhất là học tập kinh nghiệm phát triển đất nước của họ, làm tốt công tác cộng đồng người Việt Nam ở địa bàn sở tại để đóng góp vào phát triển quan hệ hai nước. Thủ tướng mong các trưởng đại diện phát huy vai trò là anten quan trọng, tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước về đường lối, công tác đối ngoại. Thủ tướng lưu ý, các đồng chí chú trọng chăm lo công tác cộng đồng người Việt Nam, xây dựng cộng đồng lớn mạnh, giữ gìn văn hóa, phát triển dạy tiếng Việt, giữ gìn đoàn kết nội bộ.